Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh ngọ tháng Ất Mùi năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thìn lao, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thìn hình, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàng thổ ngày cai ngọa tức chi khắc can nghĩa là họa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm lọ bàng thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọa nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục sông với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm tý bính tý giáp thân giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi kỵ xỉu quý xỉu tân mão tân dậu và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường; sao Minh Tinh tốt mọi việc; sao Cát Khánh tốt mọi việc; sao Lục Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên Lại xấu mọi việc; sao Thụ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt; sao vả Vong hay còn gọi là sao Thổ Kỵ Kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ; sao Nguyệt Kín chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và theo khẩu minh, hôm nay là ngày xấu, kỵ về, đi xa, làm việc gì cũng không bằng lòng, rất dễ hay hỏng việc. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 cuốn giáp thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí họa mạo dậu cái điều này có thể làm cho bạn tuổi tí sẽ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi mọi việc diễn ra chệch với quỹ đạo mà bạn mong muốn lúc này bạn mệnh tuổi tí có nhiều suy nghĩ cực đoan tiêu cực dẫn đến những hành động thiếu đi sự kiểm soát nữa và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý cần phải nỗ lực nhiều hơn mới mong đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Đừng thấy khó khăn, đã vội vã nản lòng, trùn bước. Bạn càng dũng cảm đương đầu với những khó khăn bao nhiêu, bạn càng trở nên mạnh mẽ và bạn lĩnh bấy nhiêu. Ngày thứ tư này với bạn tuổi tí á, lại đang gặp ngày có thủy hỏa bất dung. Cái điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Khiến cho hết hiệu lầm lần này tới hiệu lầm lần khác. Thách thức lòng tin của hai bạn dành cho nhau. Tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Nếu như thiếu lòng tin ở nơi nhau, tình cảm này sẽ rất dễ khó bè bền lâu về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim căng thẳng và nóng nảy vì mọi việc không như ý muốn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy hành động thiếu đi sự kiểm soát do những suy nghĩ cực đoan tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải nỗ lực nhiều hơn để theo đuổi mục tiêu mà mình mong muốn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng có thấy khó khăn đã vội nản lòng chùn bước tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình cảm bấp bênh do hiểu lầm liên minh. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu tuổi thân, tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn có thể rạn nứt vì những chuyện không đâu. Bạn mệnh tuổi Sửu vốn dĩ cho rằng sau những cố gắng của tình cảm sẽ thêm phần thắm thiết, nào ngờ nỗ lực từ một phía chẳng thể nào nên chuyện được và có những chuyện không ai mong muốn nhưng nó vẫn cứ diễn ra, có những khúc mắc. Dù đã cố gắng tháo gỡ, nhưng vẫn chẳng thể nào khiến cho người ấy cảm động. Với bạn tuổi xỉu, bạn không thể nào lường trước được hết tất cả những chuyện đó, đành phải chấp nhận, dù trong lòng đau đớn ngậm ngùi. Lại thêm, trong vận tình ngày thứ tư này với bạn tuổi xỉu, đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho khía cạnh công việc và tài chính của bạn cũng có phần ảm đạm hơn. Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với bạn. Làm gì cũng rất dễ mắc phải sai sót, dễ hỏng việc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn trong ngày hôm nay là không nên mạo hiểm đầu tư về các lĩnh vực tài chính. Bạn cần phải nhanh chóng sốc lại tinh thần trong công việc đi bạn tuổi xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, tình cảm giả nứt vì những mâu thuẫn nhỏ nhoi từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nỗ lực từ một phía không đủ để hàn gắn chuyện tình cảm từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế dù trong lòng không mong muốn từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ công việc và tài chính có phần ảm đạm từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên mạo hiểm đầu tư tài chính trong ngày hôm nay và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất chia chở cho nên với những nỗ lực của bạn trong ngày hôm nay đã được ghi nhận và bạn có thể được tuyên dương trước tập thể để làm gương cho mọi người đây là bàn đạp để cho bạn tuổi dần tiến lên tiếp tục giành được nhiều thành quả hơn nữa chiếm lấy vị trí cao hơn trong sự nghiệp cho mình Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, bạn cũng nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi điều đó rất tốt cho tương lai của bạn. Những mối quan hệ rộng rãi có thể sẽ giúp đỡ cho bạn mỗi khi gặp khó khăn, khiến cho bạn thăng tín một cách nhanh chóng hơn nữa và ngày này với bà tuổi dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành mộc sinh cho họa vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân hãy tự tạo ra cơ hội gặp gỡ người khác giới nhiều hơn nữa bạn sẽ nhanh chóng tìm được một nửa cho mình còn nếu là người đã có chủ rồi thì tình cảm của hai bạn sẽ được dịp thăng hoa hơn bao giờ hết vai tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nỗ lực được ghi nhận và được tuyên dương trước tập thể từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có bàn đạp vững chãi để tiến lên giành được nhiều thành quả hơn từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nên mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ tốt cho tương lai của bạn từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân nên tự tạo cơ hội để gặp gỡ những người khác phái từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim người đã có đôi có cặp nên yên tâm tận hưởng vị ngọt của tình yêu. và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ Vi Tuổi Mão, thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bà Tuổi Mão Cho chúng ta thấy là bà Tuổi Mão đang gặp được ngày của chính Ấn Độ Mệnh Cho nên bạn Mệnh đã dành rất nhiều thời gian cho công việc Cũng dành được không ít thành quả Vì thế chuyện được cấp trên yêu ái, cất nhắc cũng không quá xa với bạn nữa Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, ngọa mạo tương phá. Cái điều này cho thấy với bà tuổi mão cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin xấu bất ngờ ập đến trong ngày hôm nay. Với những gì bạn đạt được đang trở thành miếng mồi biếu bỡ, thu hút những kẻ tiểu nhân, những kẻ ganh ghét sẽ tìm cách lợi dụng để chiếm đoạt công lao của bạn nữa. Ngày này, bạn tuổi mạo lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Các điều này sẽ giúp cho bạn đón nhận những cơ hội về nhân duyên khá lớn. Bản mệnh có được đào hoa trị lối, cho thấy được đâu mới là người thực sự phù hợp với mình. Tình yêu chẳng phải, thứ dễ dàng tìm thấy được. Nếu đã có được trong tay thì bạn cần phải biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có bạn tuổi mạo nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy giành được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có thể được cấp trên yêu ái cất nhắc tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ đề phòng tiểu nhân lợi dụng tìm cách chiếm đoạt và về công lao tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nhân duyên được mở rộng có cơ hội tìm được người phù hợp Tử ừ, vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên trân trọng hạnh phúc trong tay, đừng có đứng núi này trong núi nọ. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ báo hiệu cho bà tuổi thìn đón nhận một ngày bận rộn nhưng bù lại tiền bạc thu về cũng rất khả quan. Tuy có phần vất vả hơn nhưng khi nhìn thành quả mà bạn thu về được bản mệnh không thấy cực nhọc gì nữa càng quyết tâm phải cố gắng nỗ lực hơn vì tương lai tốt đẹp ở phía trước ngày này ạ đối với những bạn kinh doanh buôn bán làm nghề tự do đầu tư có cơ hội phát tài đã tới gần nếu bạn mệnh biết nắm bắt được cơ hội thì có thể sẽ giảm bớt được nhiều khó khăn trắc trở không đáng có cũng không phải đi quá nhiều đường vòng mới đến được thành công bạn tuổi thìn nhé bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thọ vượng cái điều này cho thấy với bạn đang có được gia đình rất êm ấm là điều mà những bạn tuổi thìn cảm thấy tự hào bạn yêu tổ ấm nhộ bé của mình và đó là nơi bạn luôn muốn trở về sau bao nhiêu giông bão ngoài kia đây cũng là nguồn động lực lớn lao để cho bạn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trắc trở trong công việc và trong cuộc sống vai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, bận rộn nhưng tiền thu về khả quan. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, thu về được thành quả xứng đáng nên càng thêm quyết tâm hơn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, đầu tư, đón nhận nhiều thời cơ phát tài. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên biết nắm bắt cơ hội sẽ giảm bớt đi nhiều khó khăn, tắc trở. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, gia đạo êm ấm là bến độ bình an sau bao nhiêu dông bão. Vậy đánh giá của bạn Tử thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ phi tuổi tỵ Thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tỵ đang có được sự quyết đoán và dứt khoát khi phải đứng trước những lựa chọn quan trọng trong công việc ngày hôm nay. Nhờ thế mà công việc của bạn tiến triển khá tốt, nhờ biết chọn đúng thời cơ, không để lỡ những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Ngoài ra, về tình hình tài chính của bạn tuổi tỷ trong ngày hôm nay cũng được cải thiện một cách đáng kể khi bạn có được sự quyết đoán hơn. Đôi khi, một chút liều lĩnh có thể sẽ giúp cho bạn đạt được những thành quả vô cùng là mỹ mãn. Thời cơ đã đến, bạn mạnh quyết định làm theo giác quan thứ sáu của mình và thu về tiền bạc đầy tay nữa. Ngày này bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý tới các vấn đề về sức khỏe, tim mạch. Đặc biệt là đối với những người cao tuổi, người có tiền sử về bệnh tật, người đang gặp phải vấn đề về áp lực. Ngoài việc nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm bớt căng thẳng thì với bạn tuổi tỵ nên học cách suy nghĩ tích cực tránh nóng giận hay là bất ngờ mà hại tới thân thể rất nguy hiểm cho mình bạn tuổi tỵ nhé. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa thêm phần quyết đoán khi đứng trước các quyết định quan trọng. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển khá tốt nhờ biết chọn đúng thời cơ để thể hiện. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, một chút liều lĩnh sẽ rất có lợi cho tình hình tài chính của bạn. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, thu tiền bạc về đề thay, nhờ trực giác nhanh nhạy, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, ngày có họa khí vượng, cần phải chú ý tới sức khỏe của mình, đặc biệt là hệ tim mạch, cao huyết áp. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ về tuổi ngọ thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, ngọa ngọ tự hình. Cái điều này sẽ gây ra những tác động xấu, khiến cho tâm trạng của bạn không được tốt cho lắm. Bạn đặt ra những yêu cầu quá cao cho nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong suy nghĩ của mình, không tìm được lối thoát cho những bất an ở trong lòng. Cứ thế, bạn vẫy vùng trong những khó khăn mà chỉ mong có ai đó tới chỉ dẫn cho mình thoát khỏi hiện trạng mà thôi cũng trong ngày hôm nay, trạng thái về tinh thần của bạn bất ổn, bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính của mình. Nếu như bạn muốn tiến bộ, bạn cần phải lắng nghe những lời nhận xét chân thành thay vì chỉ nghe những lời xu nịnh dã dạ dối. Và trong ngày này, với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa, cái điều này làm cho bạn cần phải đề phòng, kéo lại mất mát về tiền của hoặc là bị người khác lừa gạt về tiền bạc. Tiền bạc có sức cán dọ rất lớn, nó có thể khiến cho con người ta đánh mất đi đạo đức để làm những việc xấu xa nhất. Cho nên đừng bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng từ tiền bạc về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tâm trạng bất ổn khó suy nghĩ được bất cứ điều gì tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy đặt ra yêu cầu quá cao cho nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong lòng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tỏa ra hiếu thắng không chịu được những lời nói kích bác tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính của mình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đề phòng kẹo lệ mất mát về tiền bạc hoặc là bị người khác lừa gạt về tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ Vi tuổi Mùi thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành ngọa mùi nhị hợp. Cái điều này làm cho vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay đang có được lộc làm ăn rất rộng mở. Nếu là người theo đường làm ăn buôn bán thì sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn. Các chuyện hợp tác làm ăn của bạn mệnh gặp được nhiều thuận lợi, suôn sẻ, mang về cho bạn tuổi mùi có được khoản thu rụng rịnh trong tay. Và bạn mệnh tuổi mùi trong ngày này Bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu. Đừng có để cho những lời nói của người ngoài tác động khiến cho mình trùn bước, lắng nghe ý kiến của người khác không có nghĩa là làm theo hoàn toàn mà cần phải biết chọn lọc có cơ sở phù hợp với hướng đi của bản thân mình nữa bạn tuổi mùi nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, lại đang gặp ngày có thương quan ngáng trở. Cái điều này gây ra cho bạn không ít những khó khăn cho công việc, đặc biệt là đối với những người làm công ăn lương. Bạn cần phải kiểm soát bản thân mình cho thật tốt, trở nên buông thả, làm mọi chuyện theo ý của mình, tùy tiện theo sở thích. Những điều đó sẽ khiến cho công việc của bạn khó có thể tiến triển một cách tốt đẹp được. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có lộc về làm ăn buôn bán thuận lợi tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy hợp tác kinh doanh được suôn sẻ thu được khoản lợi nhuận đáng kể tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên mạnh dạn theo đuổi mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ lắng nghe ý kiến của những người khác nhưng cần phải biết tiếp thu có chọn lọc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên kiểm soát bản thân mình tốt hơn, chớ nên buông thả theo sở thích. và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. vi tuổi Thân thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi thân có được những tin vui về tài lộc. Cái nguồn tài lộc của bạn đang có được báo hiệu sẽ khởi sắc và giúp cho bạn đón nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền. Bạn mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc bởi tiền bạc sẽ tự chạy tới tầm tay của bạn mà thôi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thân á, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo cho công việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mắt thì còn buồn hơn với bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim. Cái điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại chẳng được như ý muốn. Dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc cho nên đã bộ bê gia đình, thiếu đi sự quan tâm, vun viến, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhòa và mất đi tính tương tác cần thiết với nhau nữa. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, Quân đường tài lộc được khởi sắc, có được nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng có để cho cơ hội vụt mắt n mới thấy tiếc nối tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim bộ bê gia đình vì dành phần lớn thời gian cho công việc của mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu vi tuổi Dậu thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bước sang ngày này bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên bạn có được vận may mắn đón nhận những tin vui về tài lộc hiện tại bản mệnh có được nguồn thu nhập khá ổn định từ công việc của mình vận trình sự nghiệp được tăng tín cho nên vận tài lộc của bạn cũng được khởi sắc nhiều hơn bản mệnh cần kiệm gom góp nên khoản tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở với bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi giàu, lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này khiến tốt quân đường tình duyên của bạn kém phần được sun sĩa. Bạn chẳng gặp được người như ý, hoặc gặp rồi cũng là có duyên nhưng vô phận. Bạn mệnh có phần, khép mình và từ chối cơ hội yêu đương có thể đến với mình, đóng lại cánh cửa trái tim để không phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Ngày này, xem tử vi chỉ ra rằng đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và theo khẩu minh cho thấy, hôm nay là ngày 6, vì vậy với bạn tuổi dậu không nên xuất hành đi xa bởi việc gì cũng rất dễ không bằng lòng, rất dễ bị hỏng việc nữa về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đón nhận tin vui vận may về đường tài lộc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có được nguồn thu nhập khá ổn định từ công việc hiện tại tử vi tuổi kỵ dậu thuộc mệnh thổ sự nghiệp tăng tín kéo theo tài chính được cải thiện tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tình duyên ảm đạm khó tìm được người như ý tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có phần khép mình và từ tối cơ duyên yêu đương về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngoạn tuất phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tuất nếu như đang còn độc thân hoặc là đang tìm kiếm một nữa sẽ có được những thời khắc tuyệt vời cho chuyện tình cảm của mình bạn biết nắm bắt thời cơ để chủ động tấn công, gây ấn tượng tốt với người mà mình cảm mến từ lâu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tránh xa những người đã có gia đình. Nếu không, bạn sẽ vướng vào một mối quan hệ nhiều rắc rối nữa. Ngày này với bạn tử tuất lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho quân đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có thể sẽ có những chuyển biến bất ngờ mà đến chính bạn cũng không thể nào tin được việc kinh doanh, buôn bán ngày càng vượt uh, vượng phát, bán mạnh dễ dàng đốn tài lộc về tay. Xem tử vi cũng cho thấy thiêu hại thượng lạn ông, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm tân Sửu ngày này nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, vì vậy với bạn tuổi tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang quản độc thân, có tin vui về chuyện tình cảm, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, có được cơ hội chủ động tấn công, gây ấn tượng với người mà mình thầm thương trộm mến, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh thổ nên tránh xa những người đã có gia đình để không vướng phải những rắc rối, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, con đường tài lộc có chuyện biến bất ngờ ngoài mong đợi, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, kinh doanh buôn bán càng ngày càng vượng phát. Vài đánh giá của bạn Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. tử vi tuổi hỏi thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hỏi xem tử vi cho thấy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi hỏi trong ngày hôm nay là chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào trực giác của bản thân mình. Trong ngày có thiên quan ngăn trở, mọi hành động thiêu cảm tính của bạn đều có thể phải trả giá rất đắt và khó mà khắc phục được trong chốc lát nữa. Và với bạn tuổi hỏi trong ngày này Tốt nhất là bạn hãy nghe theo sự mách bảo của lý trí, phân tích mọi việc dựa trên những con số, những góc độ thực tế nhất, điều đó sẽ giúp cho công việc của bạn được tốt hơn, nếu như bạn tuân thủ theo đúng điều này, ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách trôi chảy và không có điều gì đáng phải lo ngại cả. Ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn mệnh lại không được như ý muốn. Một phần lý do là do sự cố chấp của bạn mà mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu như bạn biết lắng nghe thì mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn rồi. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa trở nên để cho trực giác làm chủ hành động của mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có thể phải trả giá đắt vì hành động thiêu cảm tính từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên để lý trí làm chủ phân tích mọi việc dựa trên những con số thực tế từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim muộn phiền vì chuyện tình cảm không được như ý muốn từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy sự cố chấp bướng bệnh của mình khiến cho mối quan hệ về tình cảm đi vào ngõ cụt và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.